Hồng Loan xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn, các em thân mến. Xin kính chào quý vị. Hôm nay hai vợ chồng đi shopping. Làm vậy rồi mà phải giữ thể diện cho mình. Tôi kiếm được con già bắt luôn. Là trong bộ phim. Dạ, ông ấy xin chào cô ạ. Cái bên chỗ cũ. Nghe dữ lắm nha. Nó giỡn với quý vị cho vui thôi, chứ shopping thì chưa có được mở cửa. Nhưng mà hôm nay là sinh nhật của cháu của Hồng Loan á, cho nên là Hồng Loan order online ở Nordstrom. Và bây giờ thì mình chạy lên để mình pick up. Thì nó cái đó nó gọi là cái gì anh? Cướp hả? Group pickup. Đi thử coi nó như thế nào ha. Sẵn đây Hồng Loan cũng muốn quay luôn thử coi nó đang sao cho quý vị xem. Bây giờ là Loan với Lộc chạy lên Fashion Island. Cái chỗ này là một cái chỗ shopping cũng rất là đẹp và cũng rất là nổi tiếng của Orange County đó quý vị. Nó có tiệm Bloomingdale, Nordstrom, Macy và Neiman Marcus. Neiman Marcus là quý vị cũng có nghe là họ đang chuẩn bị để mà xin khai bankruptcy. Khai phá sản. Neiman Marcus là cái tiệm mà phải nói là lớn nhất, nổi tiếng nhất và bán đồ hiệu nhiều nhất, giá mắc nhất của nước nhất. Mỹ. Cái Neiman Marcus này đó có một thời gian Lộc đi tới đó quý vị, nó không cho vô, nó block cửa hết, nó không có cho người bình thường vô. Thì ra tìm hiểu mới biết là có một người giống như diễn viên nổi tiếng hoặc là nhân vật nào đó đó lên chảnh mua, rồi nó đóng cửa lại hết, nó lock lại. Của mấy người mà celebrity á, họ vô, họ book cái giờ đó thì họ vô đó. Nó lóc một cái tầng lầu thôi, chứ không phải nó lóc nguyên cái mall. Nó lóc một cái tầng lầu của cái tiệm đó, thì cái người đó họ ngồi thì họ muốn thử đồ gì là bà đem ra cho người đó họ thử. Những cái người mà superstar sang mà sang chảnh đó quý vị. Superstar hoặc là những cái người mà rất là giàu có ở nước Mỹ thì họ shopping là kiểu vậy đó thưa quý vị. Rất là buồn là hiện giờ Neiman Marcus là chuẩn bị khai bankruptcy rồi, thì không biết là có ai mua lại, có công ty nào mua lại không. Còn nếu mà không công ty mua lại là coi như là mất, biến mất trên thị trường. Một điều đó cũng rất là buồn. Thực ra đồ ở Neiman Marcus là đồ nó đẹp lắm, đồ đẹp kinh khủng. Nhiều khi mình có những cái bữa tiệc hay là những cái chương trình như Hồng Loan là có những chương trình diễn á, mà Hồng Loan cần có quần áo bận mà mình không kịp thời gian để mình may á, thì mình phải chạy lên Neiman Marcus để mình tìm một cái áo cho nó lạ chút xíu. Lúc mà nó sale thì giá mình mua nó cũng được, thì nó hơi mắc hơn những cái áo bình thường của mình, nhưng mà nó đồ nó đẹp và nó hơi lạ hơn so với những cái mall khác, những cái tiệm khác, cho nên nó rất đặc biệt. Mà giờ sắp phá sản rồi, cũng tại vì MCOV này mà làm cho mọi người phải bankruptcy. Trời, tự nhiên MV nói nghe tình yêu thương đậm đà quá. Bà Vi. Có người kêu là mụ Vi nữa. Bữa Hồng Loan kêu là con quỷ Vi. Xin lỗi quý vị nha. Nhiều khi mình nói ai mà tên Vi, xin cho Lộc với Lê Loan xin lỗi. Tại vì mình nói cái tên của cái con virus, chứ không phải là nói tên của quý vị nào hết nha. Đừng có hiểu lầm. Nếu có gì xin cho Lộc xin lỗi. Khi mà Hồng Loan vừa mới order xong đó thì nó email cho Hồng Loan là nó nhận cái order rồi, sau đó khoảng chừng tiếng đồng hồ cái nó báo là mình có thể đến để mình pick up order rồi, thì nó nhắn cho Hồng Loan biết cái nó kêu mình chạy tới chỗ pick up order, nó chỉ cho mình, nó cho mình địa chỉ và nó biết cho mình biết là cái parking nào luôn. Thì lát là mình chạy ở first floor chỗ west parking nha. Rồi nó sẽ cho mình một cái số điện thoại để mình gọi vô đó luôn. Mình gọi vô thì
mình nói là à mình tới rồi á, mình đậu ở cái chỗ số mấy và cái xe mình màu gì để mà họ biết, rồi họ kêu mình mở cái cốp xe mình lên sẵn, họ chỉ thảy vô đó rồi xong lái đi. Bây giờ là 1:30 trưa ngày 12 tháng 5 thì Hồng Loan xin update tình hình bệnh. Ca bệnh là 1.402.913 người bệnh, số người mất đi là 83.159 và số người được chữa khỏi là 276.175. Phía trước có cái đồi cao đó là ở đó là khu Newport Beach đó, quý vị, một cái thành phố biển cũng rất nổi tiếng ở Orange County và tập trung rất là nhiều người giàu, những ngôi nhà rất là đẹp tập trung ở trên đó. Ta nhìn thấy nhà nó ở trên đồi cao đó, trên đồi mà càng cao thì giá nó càng mắc. Mình đang đi trên cái đường số 73 này, nó là đường Toro. Nhưng mà Toro là nó đi một đoạn khúc này là nó chưa bị tính tiền. Nó sẽ cho mình đi tới cái đường ở trên kia một chút. Qua khỏi cái đường MacArthur là nó sẽ tính tiền mình. Cho nên Loan với Lộc phải exit ở cái đường MacArthur để khỏi tốn tiền Toro. Tiền Toro là tiền phí cầu đường đúng không quý vị? Cái đường đó nó xây dựng để mình đi, mình đỡ bị kẹt xe đó, thì nó thu cái phí riêng. Mà mùa Covid này đường vắng que, có ai đồ đi, tội gì phải đóng tiền cho nó. Nói giỡn chứ cái Fashion Island này là tới cái đường MacArthur là mình phải exit. Cho nên cũng vừa đúng lúc. Đây là mình chạy ngang cái UCI. UCI là cũng là một cái trường đại học và bệnh viện. Nó nằm ở trong đó, nó giống như UCLA vậy quý vị, nhưng mà nó nhỏ hơn. Đây là khu Newport Beach đó, mình đang chạy tới cái Fashion Island Mall này, nó cũng nằm ở Newport Beach. Thấy đẹp lắm. Đường đi cũng đẹp, mấy khu trong đây là toàn là khu nhà giàu không mà quý vị. Đồi núi ha, ở trên đồi, nhà cao ở trên đồi. Việt Nam cũng vậy, cái khu nhà nào mà ở trên đồi cao một chút là cũng giá cũng mắc hơn. Mùa hè đó, Lộc với Loan hay lên ở đây nè để mà dẫn Linh đi bơi. Nó có một cái khách sạn, nó bán vé để mà mình đi vô bơi. Nó bán vé cho mình vô, mình coi phim. Coi phim ở trên hồ bơi á, nằm ở trên hồ rồi coi phim. Cái gì Lộc đưa cái đó cho mọi người xem, anh hồi đợt Lộc có quay đó. Đây nhìn okay. Xuống biển nè quý vị, thấy biển đó, không? Đó, biển, đó. Xa là biển đó. Biển cao là trước biển. Mắt mình đó. Ok, tới đây thôi thì mình phải quẹo. Cái khu này nó hình vòng tròn. Bên đó, bên đây là Macy nè. Trong đây có Bloomingdale Home Store, bán đồ home. Curbside, như giờ nhiều chỗ nó dùng curbside ha. Đây là Bloomingdale Home. Ôi, Shopping Điều Hiu ảnh. Tự nhiên chạy với khu này thấy nó vắng vẻ mà thấy buồn sợ. Đây có chợ Whole Foods là mở cửa thôi. Okay, coi nó có bảng chỉ curbside kìa. Chỉ mình kìa. Đó, có cái bảng đó quý vị. Curbside pickup. Cứ chạy lên. Lâu sớm mới nằm kế bên. Your house. Nó chỉ mình kìa. Cho return luôn nha. Đây có cái bảng chỉ nè. Stop. Ok, đó, return rồi pick up. Ok, pull over. Cái nào anh thấy có number đó anh chạy vô. Số 8 nha. Number 8 nha. Ok, số đẹp.
Rồi, con đi. Open your trunk. Thank you for calling Narsham Fast Island. How can we help you? Yes, I'm here to pick up my order. Okay, all right. Thank you. No problem. Bye. Bye. Đây là Nordstrom. À, mở xong cái họ bỏ vô. Thank you. Tại bố này ngủ quá, đi mua đồ lạ lắm quá. Không cần biết mặt nhau ha. Cần gì biết. Mà mình không biết đồ gì trong đó nó đưa gì cho mình nữa. Về nhà mình mới coi được. Nó nói là mình có quyền đóng cái trên rồi mình đi. Mình cứ nhìn coi mình đúng cái order của mình không. Còn không đúng thì mình phải gọi cho nó hả? Chắc vậy quá. Ok. Ok xong. Tối nay ở nhà có birthday của cháu Gia Bảo, là con của người anh kế của Hồng Loan á. Nếu mà có gì vui vui á thì chia sẻ với quý vị ha. Ngày hôm qua đó Hồng Loan nhận được cái tin á là sau hơn một tháng mà Vũ Hán đóng cửa đó thì phát hiện ra một người bị bệnh dương tính với lại COVID-19 ở Vũ Hán. Vũ Hán là nó mở cửa hôm tháng 4 ngày 8 đó thưa quý vị. Và tới cái ngày 10 là nó có một ca bệnh. Ngoài ra đó đó thì có một cái thành phố ở miền đông bắc của Trung Quốc phát hiện ra nhiều người bị bệnh và bây giờ nó đã phong tỏa cái thành phố đó. Mới vừa có news luôn. Ồ, quý vị biết không? Hiện tại bây giờ đó là cơ quan FDA của Mỹ đó, họ giảm xuống, giảm những cái người mà sản xuất khẩu trang của Trung Quốc để mà đem qua Mỹ đó. Thì hồi trước đó là được khoảng 80 công ty là được chấp nhận được nhập vô Mỹ, nhưng mà bây giờ chỉ có 14 công ty là được phép nhập vô Mỹ thôi. Bởi vì FDA họ phát hiện ra quá nhiều những cái khẩu trang không có đúng tiêu chuẩn. Nói là N95 mà 95% phải không quý vị? Mà cuối cùng kiểm tra lại có 24% mà thôi. Làm ăn mà ẩu tả dễ sợ không? Ủa anh đi đâu à? Ở đây đi hoài chứ mà ra cái hướng khác cái là lộn đường luôn á. Ở đây đẹp quá ha quý vị ha. Đồi núi nè. Ở Cali á, ít có được cái khu mà được đất rộng thoáng vậy lắm. Nhà cửa xanh xác. Ngược. đi hướng hướng nốt mà chạy hướng sau phải không? Chuyên môn. Đi cho mọi người coi đường phố luôn. Phố đẹp. Có một hồi kỳ á, Hồng Loan đi hát cho next nhà. Tắt đi anh ơi. Onto C. Lên mắt cả thơ rồi. Tắt đi. Hồng Loan đi hát cho nhà của một cái anh ở đây, anh cũng thuộc gọi là đại gia đó, mà anh làm ăn với ở bên Việt Nam đi qua đi lại. Nhà anh ở Newport Beach nè, mà ở trên núi. Ở trên núi mà coi như là lên cái đồi mà cái nhà nó nằm phía cuối cùng luôn á, nhà đẹp khủng khiếp luôn. Mà điều đặc biệt á là ảnh tổ chức một cái bữa tiệc á quý vị. Việt Nam gặt luôn. Khách là Việt Nam nha, rồi châu Á, mấy người châu Á, rồi cộng thêm người Mỹ nữa. Mà ông đại mấy món đặc luôn. Mực một nắng, nước muối ớt. Ảnh đãi những cái món ăn á mà đặc Việt Nam luôn. Giống như là mực nướng muối ớt ha, mực một nắng nướng muối ớt. Mấy cái món Hồng Loan cũng nhớ lắm, nhưng mà đặc biệt là món gì quý vị biết không? Bún mắm, bún nước lèo, bún mắm luôn. Ôi, vậy mà rồi á, ngồi á nha là không làm bàn, anh trải chiếu rồi cứ khoảng như 4-5-6 người khách ngồi cái chiếu, 4-5-6 người khách ngồi cái chiếu vậy đó. Thì lúc đó là Hồng Loan với ba Bảo Quốc với lại cô Phượng Liên thì được mời tới để mà hát cải lương. Điều đặc biệt là ảnh rất là mê cải lương luôn. Mà mình vô mình thấy người Việt Nam mình ở Mỹ mà có cái nhà mà đẹp như vậy á, mình cũng rất là mừng luôn á.
Bây giờ Loan Lộc chia sẻ với quý vị ha, một cái hình ảnh này vui vui. Bây giờ là phụ nữ nha, mà lên mà coi hình hay là coi phim đồ này nọ là có dừng là bị bị làm to đó. Trời ơi, có những cái app mà app gì đó không biết họ xài app gì đó quý vị, mà nhìn ở ngoài á với lại ở trên hình á nó khác là, nhau mà phải nói là khác là tới 95%. Cái app nó tựa là nó mang đề là gì nè, cái app có nợ với đàn ông. App có nợ đàn ông đó, có nghĩa là cái app nó đưa ra là coi như là phải không, nợ một lời xin lỗi. App nợ đàn ông một lời xin lỗi. Đưa cái app đó mà cho đàn ông nhìn phụ nữ là cái app đó nó nợ đàn ông một lời xin lỗi. Nè quý vị hãy xem này nha. Mấy bạn này là quay nhạc đồ ha, ca TikTok hát này ở TikTok này đó, coi nè. Cũng kết luôn. Là tới nữa đó. Trời ơi, nhiều cái app á mình sao hay ha, cái mặt mình nó bự thì bự, vô trọng nó còn nhỏ xíu à. Thôi ơi, công nhận nó khác hẳn luôn á ha. Lộc ơi, bữa nào mà em quay cho anh đó, em kiếm cái app này cho anh quay để cho mọi người thấy Lộc ốm ốm thon rồi bụng sâu bụng sâu muối rồi hả. Thấy cái bụng sâu muối ha. Nhớ đồ quay Hồng Loan rồi cho thấy Hồng Loan là mình dây đồ vòng eo con kiến 56 nha. Ngày thường đó quý vị, cái freeway 405 của Orange County này nè, là mỗi bên như vậy nó có tới 7-8 lens một bên. Mà ngày thường á, giờ này đi là kẹt xe cứng nhắc. Đó quý vị nhìn thử coi. Hôm nay là ngày đi làm mà đường vẫn còn trống hóc ha. Có nghĩa là cũng chưa có mở cửa nhiều đâu. Xung quanh thấy cũng đóng mà. Hồng Loan thấy nó cũng không có sự thay đổi gì nhiều. Nhưng mà càng mở cửa nhiều á thì mình đi ra ngoài mình càng lo hơn đó quý vị ơi. Hồng Loan thấy mình mở cửa chắc cũng không có dám đi đâu. Shopping mở hay là gì chắc cũng không có dám đi. Ví dụ như mình cần thiết cái gì lắm mình vô mình mua mà thôi. Chứ không có dám đi nhiều đâu. Ở tại nhà có ba mẹ lớn với lại bé Gia Linh nhỏ đó, cũng sợ lắm. Vậy á mà quý vị, vậy á mà cuối tuần vừa qua đó, mình thấy ở Huntington Beach á, nó biểu tình, mình cứ tưởng là người nước ngoài biểu tình, ai nhè đâu trong đó cũng có người Việt Nam mình nữa. Có người nổi tiếng của Việt Nam nữa hả? Nổi tiếng YouTube. Sao mà mình cảm thấy nó hơi bị lo. Nhiều người không biết trong đầu nghĩ mình, gì mình á, lo, mà lo. Lên là nói là Covid này là giả, không có thật hả? Rồi có nói câu nữa là nhiều khi có người nói là sống chết có số. Giả mà cả hàng ngàn, trăm ngàn, chục ngàn người chết. Không mà đúng, sống chết thì có số đó. Dép, quần áo còn có số mà, huống chi con người. Vợ chồng còn có số mà. Thì quá, số phu thê. Không có số sao mà lì yêu nhau cả mười mấy năm trời mới được đến với nhau. Trời ơi, nhắc nhẹ. Yêu nhau mình yêu nhau mười mấy năm á, mười mấy năm mới được ba mẹ gọi điện thoại tới kêu Lộc tới nhà đó nha. Cuộc tình văn trưng lắm nha quý vị nha. Yêu nhau phải khổ đau lén lút không. Nhờ trung gian đó chứ. Nhờ người trung gian, để bữa nào phỏng vấn người trung gian đó cho quý vị biết ha. Không mà cũng nhiều người trung gian lắm chứ không phải không, nhiều, không nhiều. Nhiều người trung gian lắm. Hôm nào thì anh với Lộc phải nói là mình có cảm hứng thì kể cho quý vị nghe. Ok, chia sẻ chút xíu vui vui với quý vị ha. Bây giờ Hồng Loan về nhà để mình chuẩn bị cái tiệc sinh nhật cho cháu.
Hôm nay thì Hồng Loan không có nấu gì hết á. Chị Nga là chị dâu của Hồng Loan á, là mẹ của bé của cháu, chứ mà bé mẹ của cháu Gia Bảo á, là sẽ nấu cái món bún bò Huế. Tới nay Hồng Loan với lại Lộc với lại ba mẹ sẽ được ăn bún bò Huế chị Nga, rất là ngon, hấp dẫn luôn á. Nghe là thèm rồi. Chào tạm biệt quý vị nha, hẹn gặp lại quý vị vào chương trình sau ha. Bye, bye.